Mến chào cô chú bác anh chị đã ghé thăm kênh LTK Bonsai. Hôm nay em có một số tác phẩm gần cuối thì em có đôn nha cô chú anh chị. Thì mã số 1B, đây là cây mai chiếu thủy. Thì hôm nay em cũng gồm nhiều mặt hàng phong phú đa dạng nha, như là rùa bông, quốc kiển, rồi cây nguyệt quế, khế, kim quýt, bằng lăng và linh sam nha cô chú anh chị. Số điện thoại của em là 0939700449. Em ở Tân Lợi 2, Tân Hưng Thốt Nốt, Cần Thơ. Mã số 1B, đây là cây mai chiếu thủy, hàng này nu gò công nha. Cao cây em đo được 70. Tàn em đo được 79. Rộng tàn 49. Cốt cành nhạo và lớn nha. Các mặt cắt của cây có thể là gọi là kéo khá là liền rồi ha. Như thế này em đo là được 32. Dòng dưới đây như thế này là được 50. Đế cây có một vài vết lũa nha. Tình trạng cây thì lũa tới thịt rồi. Nó rất là khỏe cây nha. Đây, có hai vết chỗ đó nha cô chú anh chị. Đế bài nở khá là đẹp. Nu gò cong. Khá là già cây, cây giót ngọn. Mặt số 1B, em cho lưu bao phí ship đến cô chú anh chị mình có giá là 4.500.000. 4.500.000 đồng. Bó bầu vận chuyển nha cô chú anh chị. Số điện thoại của em là 0939700449. Cái mã số 2B, nguyệt quế dòng lá xoắn hoa chùm. Thân cây dáng cây lực để đều 24 giờ. Cao cây em đo được là 49. Tán dài 75. Rộng tàn 55. Chi tai nhạo hết rồi nha cô chú anh chị. Dòng này là dòng lá xoắn hoa chùm nha. Và hoa trắng khá là thơm. Thân thì hiện tại nó không có bị lũa tại đâu nha. Trực khá là lớn. Thân đây là được 42. Đế đều nở rất là đẹp lực nha cô chú anh chị. Nguyệt quế lá xoắn hoa chùm. Bó bầu vận chuyển. Mã số 2B. Em giao lưu bao phí ship đến cô chú anh chị mình có giá là 2.200.000. 2.200.000 bao phí ship. Cây mã số 3. Cây nguyệt quế này hôm nay em bán giá xả cho cô chú anh chị mình luôn nha. Cao cây em đo được 65. Tán em đo 68. Cũng là một dòng lá xoắn hoa chùm nha cô chú anh chị. Cây này về mình chơi thì cắt tỉa tàn lại chút xíu, cái cây nó sẽ hỗ trợ lên hoa lại luôn nha. Em đo trên đây chuẩn xác là được 25. Phần dưới đây 35. Thân cây mặt bên đây khá đẹp nha. Còn bên đây thì bị lũa nha cô chú anh chị. Rồi cây này 3B em giao lưu với giá là 1.200.000. Bó bầu vận chuyển nha. Bầu khá là lớn. Rất là nặng luôn. Rồi cây rùa bông. Mà số 4B. Cao cây em đo được 65. Dòng này sống rất là khỏe và dai nha. Tán em đo 66. Thân cây nhạo.
theo lối kiển cổ nha cô chú anh chị. Để bò chi tay cốt cành khá là chuẩn cây nha. Như thế này em đo được 17. Riêng dòng như thế này là được 50. Bó bầu vận chuyển nha cây rùa bông. Rùa bông này em giao lưu bao phí ship tới cô chú anh chị mình có giá là 1.200.000. 1.200.000 đồng bao phí ship. Rồi, cây mã số 5B. Hàng cây nu gò công nha. Này em mới ép qua chậu. Cao cây em đo được 33. Tán em đo 35. Quanh thân tại đây em đo được 15. Dòng đế nó lượt 38. Em giao lưu bao phí ship tới nơi cho cô chú anh chị mã số 5B này có giá là 1 triệu đồng luôn chậu nha. 1 triệu luôn chậu. Cây mã số 6B. Cao cây em đo được 40. Tàn em đo 45. Cái này mới lặt lá vô dây, tình trạng cây đang ra lọc non kính tàn nha. Cực kỳ già rồi nha cô chú anh chị. Như thế này em đo chỗ này là được 22 đi. Số 23 không đẹp. Dưới đây em tính 34. Rất là lực cây nha. Cây khá là đẹp. Luôn chậu mã số 6B em giao lưu với giá là 1.300.000. 1.2 thôi. 1.200.000 đồng bao phí ship. Chậu này chậu Bát Tràng, hàng chuẩn men nha. Dạ đúng rồi, rất là nặng. Cây khế chua ghép với khế nhật, dòng này siêu trái nha. Em đo chiều cao cây là được 34. Tán dài được 58. Rộng tàn 40. Cây hiện tại đang lên hoa. Hoa trái cho quanh năm nha. Trái chua ha. Mắt ghép cây khoảng còn ngón tay cái, rất là lớn. Quanh thân tại đây em báo chuẩn là được 16. Đế khá là đẹp nha. Khế chua ghép với khế nhật, ghép cùng dòng của nó thì sức sống nó rất là dai nha cô chú anh chị. Cây này em bao gồm luôn chậu nhựa nha. Mã số 7B có giá là 700 bao ship. Mã số 8B, cây này cũng giá là 700 bao ship. Cao cây em đo được 35. Tán cây em đo 43. Vận chuyển đường xa dòng khế này nó sẽ dễ vàng và rụng lá đối với lá già nha cô chú anh chị. Nhưng cây nó sẽ dễ lấy lại cái chồi non lắm nha. Cây này có bộ đế nằm. Em đo được 12 hoành. Cây này được 2 mắt ghép. Bộ đế dài này được 24. Cây khá là quái ha. Rồi em giao lưu luôn chậu nhựa này mã số 8B có giá là 700 trọn gói tận nơi nha. Nhận hàng kiểm tra thanh toán nha quý cô chú anh chị. Số điện thoại của em là 0939700449. Cây kim quýt bonsai, cây đang nằm chậu luôn nha. Khi đi em gửi luôn như thế này ha, mã số 9B. Cây này có chiều cao tương đối là 30. Tàn dài nhất của cây là được 60. Rộng tàn em đo 38. Lá xanh rì như thế này là vài bữa cây nó sẽ lên hoa và đậu trái nha. Trái kim quýt thì có vị thuốc nha cô chú anh chị. Dòng này nguyên thủy không ghép nha. Quanh thân này em báo luôn là được 24. Dòng đế như thế này nha. Dòng đế như thế này em đo là được 48. Cây đế khá lực ha cô chú anh chị. Rồi em giao lưu cây kim quýt này tới nơi cho cô chú anh chị mình giá là 1 triệu đồng. Chậu chuẩn nha, chậu không có bị gì hết.
1 triệu đồng bao phí ship. Phơm tàn cây, có cái tàn đổ dưới đây khá là đẹp. Rồi, cây kim quýt nhỏ này em giao lưu chị với giá là 500, mã số 10B, dòng này ghép với kim quýt Thái rồi nha. Cao cây em đo được 25. Tàn em đo là được 33. Cây hiện tại là đang trái nha. Mã 10B. Các mắt ghép phát triển rất là mạnh nha cô chú anh chị. Quanh thân tại đây là 8. Bộ đế dài này là 18 nè. Rễ nó ăn rất là nhiều. Em giao lưu bao phí ship luôn chậu chỉ có giá là 500.000 đồng, mã số 10B. Kim quýt bonsai. Chậu mới à? Dạ chậu mới. 11B, cây me chua nha. Cao cây em đo được 40. 43 tổng tán ngang. Rộng tàn em báo 38. Hàng này rất là già cây. Như thế này em đo là được 14. Quanh cũ này 27. Chọn gói em giao lưu cây này chỉ với giá là 700 hả? 700 bao ship. Me chua nha. Cây 12B giá cũng là 700. Cũng là một dòng me chua luôn nha cô chú anh chị. Cao cây em đo được 33. Hàng này điểm dây toàn bộ hết rồi, cây khoảng 3 nước dây rồi nha. Tán em đo 49, rộng tàn tầm 30 đi. Quanh thân tại đây em đo được 14. Củ đế còn khá ẩn nha. Này về cô chú anh chị mình đục đẽo ra giúp em ha. Đó, thân cây co rất là quái nha. Rồi giao lưu chị với giá là 700 bao ship cho cô chú anh chị, mã số 12B. Me chua. 13B. Cây suri. Suri dáng long nha. Dòng chừa chơi kiển bonsai vừa có trái luôn nha cô chú anh chị, đang rất là thịnh hành nha. 35 là cao. Tán em đo 45. Cây vô dây khoảng tầm 10 ngày. Cây đang lên lá non lại nha cô chú anh chị, rất là tốt luôn. Quanh thân tại đây em báo là được 16 hoành. Cây dáng thế khá là đẹp nha. Em giao lưu bao phí ship cho cô chú anh chị, mình giá là 1 triệu đồng tận nơi. Rồi cây này giá là 1 triệu luôn nha cô chú anh chị. Cao cây em đo được 33. Dòng cây suri luôn nha. Tán em đo là được 47. Này cây lắc lượng. Đế đều nữa ha. Thân cây này em đo được tại đây là 11. Dòng gì đi là được 22. Chọn gói em giao lưu cũng 1 triệu đồng tới nơi. Cây linh sam, dòng này là dòng song huynh. Hoa rất là thơm nha. Cao cây em đo được 30. Thân cây khá là lớn và lắc lượng. Tán dài 55. Gọng tàn 40. Mấy cái hoa đó nở rộ quá thì sẽ rụng nha. Nhưng về cây nó sẽ hỗ trợ lại đợt hoa mới nha cô chú anh chị. Quanh thân tại đây là 15. Cũ là 22. Cô chú anh chị mình muốn làm bông thì xiết nước một vài ngày, tiến hành lặt lá toàn bộ hết nha. Rồi 15B chọn gói em giao lưu với giá là 800.000 đồng. Cây cực kỳ già, cốt cành chuẩn hết rồi. Rồi cây này cũng giá là 800 bao phí ship. Cao cây em đo được 29.
Tàn em đo được 55. Hoa màu tím cực kỳ thơm nha. Như thế này em đo thân cây này là được 19 hoành. Đó. Cây này em giao lưu tới nơi cũng 800 bao phí ship nha cô chú anh chị. Linh Sam Sông Hinh nha. Hoa cực kỳ thơm. Và mình chăm ở vùng miền nào thì cũng khá là dễ nha. Rồi, cây mã số 17B Linh Sam Sông Hinh. Cao cây em đo được 32. Tán cây em đo được 59. Rộng tàn tầm 30. Vận chuyển về của chú anh chị cũng tiến hành lặt lá luôn cũng được ha. Lặt toàn bộ hết. Nó nhanh ra chồi lại lắm nha. Làm bông nó dễ hơn. 18 là tại đây. Củ này là được 27. Thần dáng quái nè ha cô chú anh chị. Rồi em giao lưu với giá là 800 bao phí ship. Mã số 17B. Số điện thoại của em là 0939700449 nha. Cây mai chiếu thủy dòng này là dòng trung nu nguyên thủy nha. Cao cây em đo được 62. Tán em đo được là 58. Dòng này mới xuống một đợt hoa nha. Cô chú anh chị mình về để lại đợt hoa mới là vừa luôn ha. Cây này hiện tại thân lớn nhưng mà ở thân nó có vết lũa nha. Cho nên bên em sẽ giảm giá lại cho cô chú anh chị mình chỉ 500.000 đồng một cây này thôi. Quanh thân là tính 21. Nè, lũa thân nhạy gì thôi nha. Nó đang kéo lại. Rồi, chọn gói chỉ 500. Do có vết lũa cho nên tụi em báo 500 á nha. Chứ bình thường cây nó 600-650 không à. Phí ship cũng 200.000 đồng một cây là rất là cao. Phí mấy cái hàng cồng kềnh này nha. Thế gì? À. Rồi, 19B. Cao là 58. Tán em đo 47. Phơm tán chì tai ha, rất là đều. Thân cây nu rồi nè. Như thế này em đo là được 15. Đó, nu khá là đẹp ha. Rồi, em giao lưu 3 phí ship, cây này có giá là 600.000 đồng. Em ship toàn quốc. Mã số 20B. Cây này giá 600 luôn nha cô chú anh chị. Tông khá là cao ha. Như thế này em đo là được 69. Tán em đo 49. Trung nu nguyên thủy nha. Bầu này cô chú anh chị mình về sang qua cái chậu 4. Như thế này em đo là được 15 hoành. Đó, cây nù như rặn bi ha. Giao lưu 600.000 đồng trọn gói. Đến với mã 21, em có một cái cặp tắc cẩm thạch nha cô chú anh chị. Hàng này hàng nguyên thủy ha. Dạ, hàng này chưa tết. 58 là cao tương đối của hai cây. Em lấy những cái có cái trái mà nó lớn lớn vậy đó cho cô chú anh chị mình dễ hình dung nha. Còn nụ và trái con khá là nhiều. Dạ, tán em đo là được 38. Cái này mình có thể trồng luôn, nó hàng cây ấy đó. Dạ đúng rồi. Cái này là dòng chung một đế nghe chứ không phải là nhiều cây đâu nha. Tại nó chôn ba cái giá thể sâu quá đó. Dạ cây nhỏ thôi. Nè nhỉnh trái nè, hơn trái cam nữa. Rồi một cặp như thế này em giao lưu tới cô chú anh chị mình 700. Ai lấy số lượng thì sẽ có giá giảm lại cho cô chú anh chị mình. Cây cherry, dòng này Brazil nha. Cây cao khoảng tầm 1m4, tàn ngang khoảng tầm 1m. Dòng này hiện tại là đang ôm nụ nha cô chú anh chị.
lá nó già lại là tự động ôm nụ nha. Khác khí hậu á thì nó sẽ cho chậm hơn một tí xíu ha. Mấy cái đọt dài dài có chưa? Cherry Brazil. Rồi. Thân. Thân này em báo là được 12 hoành. Hợp với khí hậu Việt Nam không? Hợp chứ. Nó đang nằm ở Việt Nam. Trồng ra trái bình thường không? Dạ ra trái bình thường. Giống ra xin thôi phải không? Dạ đúng rồi. Rồi em giao lưu bao phí ship cho cô chú anh chị mình. Cây này có giá là 1.400.000. Rất là lớn cây nha cô chú anh chị. Rất là nặng luôn, 1.400.000 đồng bao phí ship. Đến với cây bằng lăng nha cô chú anh chị. Bằng lăng dáng bọng lũa quái ha. Em đo chiều cao của cây bằng lăng. Cây này có chiều cao là được 57. Đủ dòng đi. Bằng lăng rừng hoa tím lá nhỏ nha. Cái này hết hàng giá mềm mà. Chưa có lấy lô mới về để giao lưu tất cả cô chú anh chị mình ha. Dài ngang là được 98 nha. Hàng bọng lũa âm thân. Dạ nó bọng lỏng luôn. Bên em bó bầu vận chuyển nha. Rồi cây này em giao lưu bao phí ship đến cô chú anh chị mình có giá là 2.800.000. 2.800.000 thôi. Cây này mà hồi đó bán là chắc cỡ 3.500.000 á. Nhưng mà giờ giá nó mềm nó nhũng rồi. Cho nên là bán giá rẻ cho cô chú anh chị mình dễ mua. Mã số 24B. Một cặp đôn nha. Đôn y ha cô chú anh chị. Hàng Đồng Nai, 62 chiều cao. Hai cái hoa văn và chi tiết giống nhau toàn bộ nha. Cái đều lành tích hết. Như thế này em đo là được 104. Gần Tết rồi cô chú anh chị mình mua đôn chậu về là trang trí cây kiểng cho nhà khang trang hơn ha cô chú anh chị. Khá là mềm, khá là dễ chơi. Mặt đôn mã số 24B này là 34. Hai cái đều lành tích nha. 24B. Giống mạch nhau phải không? Dạ giống mạch nhau à. Cặp đôn này có giá là 1.800.000 bao phí ship nha. Cô chú anh chị mình được kiểm tra hàng thoải mái trước khi nhận ha. Một cặp như vậy chỉ có 1.800.000 đồng thôi. Bao phí ship mà hàng ở hàng gốm sứ này thì rất là nhiều phí nha. Cả phí đóng hàng với cả phí ship đi nữa ha cô chú anh chị. Cao của này là 52. Cái này lùng hơn. Màu xanh lá. Như thế này em đo là được 93. Hoa lá cành. Rồi. Mặt đôn này em đo hết là được 30 nha cô chú anh chị. Hai cái đều lành tích hoa văn giống nhau. 25B em giao lưu bao phí ship đến cô chú anh chị mình cặp đó có giá là 1.600.000. Số điện thoại của em là 0939700449 nha. Thì rất mong cô chú anh chị mình ủng hộ em trong clip này. Và cảm ơn cô chú anh chị mình đã tin tưởng và ủng hộ em suốt trong thời gian vừa qua.